Hello, chào cả nhà nha. Hôm nay thì mình chia sẻ cho cả nhà một lô bằng lăng nè cả nhà. Cái này dạng cây công trình nữa đó. Ai mà có muốn trồng để lấy cái thân cao đó thì mình lấy cái cây này nha cả nhà. Đây, rất là cao luôn nè. Đây, để cái này cho cả nhà xem nha. Cây thì cái này mình chưa cột lên cây nè cả nhà. Này gần 7 tấc rồi, 6 tấc rồi. Mình định nè. Cái này mình đang cầm cây để thay vỏ nha cả nhà. Nếu cả nhà lấy thì mình để vỏ về đi luôn. Cả nhà đem về trồng xuống đất luôn. Đây nè cả nhà. Đây 60. Đây thì 60 hơn, đang ra bông luôn nha nha. Đây 60 nè. Hiện giờ là hơn 60 rồi. Đang chấm bông, đang ra hoa luôn. Đây. Bên đây có từ 1.000 giỏ nha nha. 1.000 giỏ. Cây này cao gần 70 rồi. Này đang ra hoa nè. Đang ra hoa nè. Thì nó cao gì nè cả nhà. Cây này thì trồng công trình thì ok là ngon lắm. Đây cả nhà. Cái này mà trồng công trình thì khỏi nói luôn, rất là mau lớn nha. Trồng trong vài tháng thôi nó cao qua đầu mình rồi. Cây này hiện giờ như cái này là gần 70 rồi. Cây này thì 60 mấy nè. Đây là 60 nè, ở nằm trên nè, cái nhà thấy nè. Này là 65 rồi. Nó 65 rồi. À, 65 rồi nha. Thì khoảng 1.000 chậu đó nha. Hiện giờ mình đang gom lại để mình đem ra ra tiệm. Này mới gom lại để đây. Đây. Rồi cái mình cầm cây là mình đi công tác đó cả nhà. Rồi, ai có nhu cầu thì liên hệ nha. Mẫu nó là như thế này nha cả nhà. Đây, mẫu là như thế này. Để gì cho cả nhà dễ thấy nè. Cây này là trung bình. Chiều cao 65. Đang ra bông nha. Đang ra hoa. Đây, mình cầm lên mà cây cho cả nhà xem. Sáu lăm nghĩa là cây cao 65 đó nha. Chiều cao đó là 65 ha. Rồi giá dễ thương luôn, khoảng 1.000 giỏ nha cả nhà. Này thì mình mới đem vô chưa có đủ chưa hết. Này cả nhà có nhu cầu thì xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại trên màn hình nha cả nhà. Giá chỉ vài chục ca thôi. Số lượng thì có 1.000 giỏ thôi nha cả nhà. Thôi thì mình cũng xin kết thúc clip. Chúc cả nhà luôn được nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống, vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại ở clip tiếp theo ạ.